Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Võ Hạ Trâm kể về thời gian đầu làm mẹ, nhóc Tì gần 2 tháng đã hóng hớt. Nữ ca sĩ cho biết dù mệt nhưng vẫn cố gắng cho bé Tì sữa trực tiếp và nhờ điều này đã giúp cho nguồn sữa mẹ dồi dào hơn. Thời gian này, câu chuyện của Võ Hạ Trâm thường xoay quanh việc cô lên chức làm mẹ, chăm sóc nhóc Tì đầu lòng. Đặc biệt chỉ mới chào đời không lâu, nhưng con gái lai ấn của nữ ca sĩ đã có một lượng fan lớn, lấn át cả phụ huynh. Mới đây, Võ Hạ Trâm đã kể về hành trình mình nuôi con bằng sữa mẹ và stress như thế nào khi thời gian sinh hoạt bị thay đổi. Võ Hạ Trâm tâm sự, thời gian mỗi ngày của cô trôi qua rất nhanh, chỉ xoay quanh việc cho con uống sữa, tắm, ngủ. Nữ ca sĩ là một trong những mẹ bỉm của showbiz Việt chọn cách nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Cô chia sẻ kinh nghiệm với các chị em. Trâm nghe hầu hết mọi người không có sữa, sữa đã về từ 3 tháng trước khi sinh rồi nhưng chưa ra được vì bị ức chế. Dù sinh mẫu hay sinh thường gì thì sau sinh sẽ có sữa non, nguồn sữa này có kháng thể cực cao. Trâm cũng mang sữa công thức để phòng hờ, sợ con đói nhưng Trâm tích cực cho bé Ti. Trâm sinh mẫu, chỉ sau khi vào phòng hồi sức 2 tiếng thì cho bé bú liên tục để bé lấy được lượng sữa non rất tốt. Sữa này rất đặc, khó lấy bằng máy. Cô chia sẻ những gì mình trải qua để mọi người cùng có thêm kinh nghiệm. Nữ ca sĩ cho bé muôn ti mẹ trực tiếp và may mắn nguồn sữa về rất nhiều sau 3 ngày, đến mức cô gặp phải tình trạng bị cương sữa sinh lý và giải quyết bằng cách đáp ứng nhiều cử cho muôn mỗi ngày. Ngoài ra giọng ca Nhà Anh Trên Đỉnh Treo Leo khuyên các bà mẹ không nên áp lực vì stress sẽ ức chế lượng sữa. Tùy theo hoàn cảnh thôi, đừng quá áy náy hay căng thẳng vì không đủ sữa cho con. Mình có nhiều cách xử lý. Muôn hiện tại đã rất hóng chuyện, nhìn thẳng vào ống kính mỗi khi thấy máy quay. Võ Hạ Trâm cũng rơi vào tình trạng tinh thần không thoải mái, cảm thấy rất dễ quạo. Cô kể, những ngày đầu tiên chăm bé sẽ rất dễ quạo, hay bị áp nề nếp như người lớn. Nhưng hãy nhớ rằng con cần thích nghi vì bé mới đến một thế giới mới. Bé Moon cũng khóc khá nhiều mỗi khi đói, cũng làm nữ ca sĩ căng thẳng, nhưng cô cũng quen. Hiểu bé dần dần qua mỗi ngày, trộm vía bé Moon không khóc đêm, chỉ khóc khi bé đói, khiến cho phụ huynh đỡ mệt hơn và cô cảm thấy đó là may mắn. Võ Hạ Trâm khuyên mọi người cố gắng ở vài tháng đầu để tập các bé vào một nề nếp. Ông xã Ấn Độ chỉ cần nghe tiếng khóc của con sẽ rất lo lắng, cảm thấy xót và anh lập tức vào phòng bé Moon. Chồng của Võ Hạ Trâm chưa đồng tình với việc luyện tập bé theo bất cứ khuôn khổ nào vì chưa đành lòng. Nhưng may mắn chỉ cần ba mẹ giải quyết được câu chuyện dùng no sữa thì bé Moon cũng rất ngoan ngoãn. Moon ở tuần thứ 7 trộm vía cứng cáp và từ sớm đã biết hóng chuyện. Điều khiến mọi người bất ngờ là con thích bế đứng, hai chân còn chạm trực tiếp với phần bàn. Đây là điều mà không phải nhóc Tì nào mới 1 tháng rưỡi cũng cứng cáp như thế. Hiện tại vì tình hình giãn cách xã hội nên Võ Hạ Trâm cũng không thể làm gì khác ngoài tập trung toàn bộ thời gian chăm bé. Cô cũng chia sẻ những kênh YouTube, tên sách để mọi người khi cần sẽ bổ sung thêm nhiều kiến thức phù hợp, tránh áp lực khi chăm con nhỏ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.